Long lồng làm gì? Dành cho long lồng về. Mò mồm thế đó, đang đứng này. Đấy, đang truyền trong. Trong thì tàn nắng. Đấy, nó này ra đấy. Lại vào. Rồi ra. Ra đấy. Ngó ngó kìa. Lại xuống. Ôi ơ. Diễn ảo thuật thôi. Mà chỉ thử là... hay là nó bắt được con bọ này đấy nhỉ? Được. Cánh. Nó chơi cánh từ nãy ở trong bụi mình không nhìn thấy được gì. Một quán ở trên đầu, một quán ở tiết trên, cái mái ra, bay ra. Còn trống thì đánh là méo nữa. Nhìn nữa đấy. Chưa nghe được cái gì đầu tiên. Cánh nhá, quấy 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 cánh nhá. Nên cứ điên rồi, nên cứ điên rồi. Cục xúc, cục xúc. Quyết định của anh là vẫn chưa quyết định nhỉ. Nè, đi déo lắm đây. Chặt mẹ lốt cái gì. Cứ đứng ở chơi, lại xuống gì đấy. Chưa thế nào ra nữa. Về đấy, trên đầu. Cành cây ngon. Xuống kìa. Ừ, xuống tí dưới kìa. Xuống cứ tưởng là lá cây nó rơi. Nhẹ nhàng lại. Lại ra kìa.